Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn cái cách để đăng ký cái con app mới nha các bạn nha. À, đó là chiếc con MN Coin các bạn. Cái con này nó cũng ra cách đây cũng vài tuần rồi các bạn. Tuy nhiên mình không có thời gian làm, cho nên là mini on coin các bạn. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái video này hướng dẫn các bạn. Nếu có ai chưa đăng ký thì các bạn hãy đăng ký ủng hộ mình nha. Trước tiên mình giới thiệu cho cái đồng coin này một chút xíu cho các bạn. Đồng coin mới đăng ký trở thành người tiên phong với tốc độ khai thác tối đa. Dự án Mini On Coin vừa mới ra mắt có app trên cả Android và iOS để khai thác miễn phí. Đây là dự án đầu tiên có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo để nhận dạng ví và tài khoản của người khai thác. Link đăng ký thì mình để trong mô tả video cho các bạn hoặc là trong website nha. Trong website thì các bạn hãy đi vào website, sau đó thì các bạn kéo xuống phía dưới. Các bạn đọc cái hướng dẫn và các bạn thấy cái phía dưới á, nó có cái dòng đăng ký nha. Thì mã giới thiệu của mình là Picasso nha các bạn. Tiếp theo là bấm lên trên, là chọn góc trên bên phải, chọn tiếng Anh. Này chắc là của Tàu các bạn rồi, cho nên là phải chọn tiếng Anh rồi. Rồi bước tiếp theo là các bạn đăng ký bằng mail. Sau khi đăng ký ấn message send, chờ một phút nhận code trong mail, tìm cả trong thư rác, quảng cáo và mạng xã hội. Nếu chưa nhận được code thì xóa đi, nhập lại và yêu cầu cấp lại code. Đăng ký thành công, vào trang chủ chọn app tải về, đăng nhập và kích hoạt sau 24 giờ. Thì các bạn có thể tìm hiểu cái dự án này ở trên YouTube hoặc Google nha. Để đỡ tốn thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký. Bằng cách là đầu các bạn đi vào mô tả video, sau đó kiếm cái đường link. Nếu các bạn thấy cái đường link á không giống này thì các bạn hãy click vào và đi vào website nha các bạn nha. Hoặc là các bạn nhìn xuống mô tả video cũng có nha. Rồi, các bạn hãy click vào đường link này nha, ở trong mô tả video. Rồi, sau khi các bạn click vào đường link ở trong mô tả video thì nó ra giao diện như thế này các bạn. Đó. Thì nếu ai chưa có ra cái giao diện tiếng Anh thì các bạn hãy chọn giao diện tiếng Anh nha. Đây là các bạn click ba chấm bên trong ở góc nè. Đó, sau đó các bạn chọn tiếng Anh nha các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn hãy đến bước này thì các bạn hãy điền email vào nha các bạn nha. Rồi, sau khi các bạn điền email rồi đó, các bạn hãy bấm vào cái chữ là message code nè nha các bạn, bấm vào đó. Rồi nó sẽ chờ là 58 giây, tức là 1 phút để nó gửi cái mã xác nhận về cho các bạn nha. Đó, nó có cái mã xác nhận rồi các bạn. Rồi các bạn hãy đi vào mã xác nhận nha. Mình có email xác nhận rồi đó. Rồi cái này nó của Tàu rồi các bạn, nó hiện ra rất là nhiều số. Đây, cái mã xác nhận đó các bạn. Đây nè. 6 số rồi các bạn. 980216. Rồi quay ra. 980216. Điền vào là 980216 ha. Rồi các bạn đặt password thì các bạn đặt cái này 8 ký tự nha các bạn.
có chữ, có số và có một chữ in hoa và một ký tự đặc biệt nha. Rồi tạm thời mình ngưng để mình đặt password cho các bạn nha. Rồi sau khi mà các bạn đã làm đủ các bước rồi đó thì các bạn click vào cái chữ register giúp mình nha. Register. Rồi nó hiện lên cái bảng thông báo là register successfully, tức là các bạn đã đăng ký thành công. Sau đó các bạn bấm OK giúp mình nha. Rồi các bạn có muốn nó kêu là các bạn hãy tải nè. Rồi bấm lưu. Bấm lưu luôn đi các bạn ha. Thì nó đến cái bước này á thì nó kêu các bạn là hãy tải cái app Android hoặc là iPhone ha, tức là nó trên hệ điều hành Android và trên hệ điều hành iOS nha. Rồi các bạn click vào đây các bạn tải về thôi. Các bạn xài điện thoại nào thì các bạn chọn một trong hai thôi. Thì ở đây mình để mình xem là nó có cài trên web hay không. Nó không có trên web các bạn, mình phải download gì rồi. Thì mình sẽ click vào Android mình cài cho các bạn nha. Đó, mình click cho chữ Android. Đó, loại tiệp này có thể gây hại cho thiết bị của bạn, bạn vẫn muốn giữ lại không? OK. OK đi các bạn, chịu thôi. Rồi bạn muốn tải xuống, tải xuống. Rồi chi tiết đã tải xong thì chi tiết thì các bạn thì điện thoại nó các bạn nó hiện lên nha các bạn nha. Thì mình bấm tải hai lần rồi và các bạn bấm trực tiếp vào đây luôn. Sau đó các bạn bấm MNC các bạn cài vào nha các bạn. Rồi cài đặt các bạn, bấm vào đây cài đặt nè. Cài đặt. Bởi vì mình đổi cái điện thoại khác các bạn cho nó hơi cái giao diện hơi khác nha các bạn nha. Nhưng vẫn hiểu được. Các bạn đợi một chút xíu cài nha. Thì trong quá trình nó cài đặt các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký lên kênh YouTube nha các bạn. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Các bạn đợi một chút xíu nó cài đặt nha. Cái điện thoại này nó hơi cũ cho nên là nó chạy hơi lâu các bạn nha. Các bạn thông cảm một chút xíu. Rồi sau khi mà đã cài đặt thành công á thì các bạn bấm vào mở giúp mình nha. Bấm mở đi các bạn. Rồi đến đây các bạn khi mà đi vào app được các bạn thì đăng nhập vào nha. Đăng nhập bằng cái email của các bạn nha. Email hồi nãy mình đăng ký á. Thì gõ email vào. Đó.
Rồi ở dưới các bạn điền cái mật khẩu các bạn đặt ban đầu vô nha. Mình tạm thời mình tắt để mình đã điền mật khẩu cho các bạn nha. Rồi. Sau khi các bạn điền đầy đủ hết rồi, các bạn hãy bấm vào nút login cho mình nha. Để mình đăng nhập vào app nha các bạn nha. Rồi. Rồi các bạn hãy click vào open cho mình nha. Đó, vậy là nó đào rồi các bạn đó. Rồi tiếp theo, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn đi lấy cái đường link giới thiệu nha các bạn nha. Tốc độ là 10 MNC trên 1 giờ ha các bạn ha. Khủng khiếp nha. Đây nè các bạn. Có lẽ là cái nút này là cái nút chia sẻ nè các bạn đó, bấm vào đây rồi bấm copy link nha. Đó các bạn copy rồi là các bạn dán đâu đó để các bạn đăng ký nha các bạn nha. Đường link của mình các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách click vào đường link này nha các bạn nha, để ủng hộ mình để mà tải cái app này về mà đào cho các bạn nha. Thì tốc độ của nó hiện giờ rất là cao các bạn. Tốc độ hiện giờ của nó là 10 10 10 m m n c trên 2 trên giờ các bạn, rất là cao, nên các bạn tranh thủ làm nhanh nha. Rồi, sau này nó giảm nhanh lắm các bạn. Rồi nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video các bạn nha, mình sẽ đáp giúp cho các bạn. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nha các bạn, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.